được cái này được 30 con chứ, trên nữa chứ. Nãy giờ được nhiêu nè? Bây giờ móc gan cá lóc 1 ký nha. Trời ơi, bà lớn mất luôn hả? Trong đám gầu gầm có hàng ếch hả? Bữa đông nhiều bắt được mấy ếch. Có cua càng nữa kìa. Cô càng không về Đồng Tháp mò cua. Về đây không biết làm gì giờ. Về đi mò cua nè. Cua chiều nó bún kêu nha các bạn. Ao này mò chưa? Ao này mò rồi. Nghe hết rồi. Ao này mò suốt rồi. Mò khi nào cũng có. Rồi đụng cua. Đụng cua nghe anh em. Móc ra càng. Không phải ha, càng nhỏ. Có càng càng nhỏ. Chảy thằng nè. Còn nữa hay? Lãng cặp quá. Lột cái gì có không? Em bự không càng chỉ cho mò của mình mông nhiều cái hầm này mò đi mò lại thì có mò. Lại bờ nó khó. Em không được ngớt. Không không được ngớt. Hàng nhỏ quá. Hàng nhỏ quá các bạn ơi, lỡ quá lỡ. Cua càng không nè. Có không? Xíu xíu rồi.
Ê, bỏ. Một cái. Có cỡ nào bắt cũng được rồi con, trốn được cho khỏi. Mấy cái hàng sâu nó có, hàng cạn không có. Rồi lơ mơ bị nó kẹt nữa. Cô bự cũng bò ra kìa. Dinh, chiếu chiều. Cái này cô không tốt hả? Cái cua nhỏ không? Người đó cô bạnh bạnh không? Cô không cua to. Này bác hơi thắt các bạn ơi. Được cũng ăn được. Mà bữa mò con cạnh cạnh không? Sâu lắm á, hang nào sâu là có. Nó. Đi đi luôn nè. Vinh. Nãy giờ chưa có bình càng. Chết rồi, lột rồi. Thường thường lột là có con cặp á, được cặp cái á. Không được con cái. Để cho nó cứng lại. Chúng là con cứng này. Mới lột các bạn ơi. Nên thả hay nên bắt? Thả về bữa bắt. Thả đó. Con to các bạn. Càng nghe, càng mà càng nhỏ rồi. Cô cái nè. Chạy hả? Chạy, chạy. Có gì á? Có ăn ha. Vinh. Chết luôn rồi vậy. Nhưng mà nhiều quá chứ. Nên mong luôn thôi. Đó. Ở ngoài luôn mới ghê chứ. Rồi, dính luôn. Ở đây nhiều ạ. Nhìn có luôn.
tiết. Dính rồi nhỏ xíu xíu mà chạy lòn. Rồi các bạn ơi, cô bích hơn một bữa luôn, cũng kiếm sống được, kiếm ăn được. Rồi thôi, chào tạm biệt các bạn nha.